Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ kể một câu chuyện gia đình tôi cho các bạn nghe. Nhớ lại cái ngày đầu tiên mà tôi đặt chân đến Úc. Trời mưa làm tôi nhớ đến quê nhà nhiều hơn. Tôi rất là bỡ ngỡ và lo lắng. Không biết cuộc sống của mình sau này sẽ ra sao ngày sau. Phải mất vài tháng tôi mới quen dần cuộc sống mới. Tôi tưởng sẽ có một gia đình hạnh phúc êm ả khi mà mình được định cư đến Úc. Nhưng mà không ngờ gia đình lại đổ vỡ và tôi phải tự mình nuôi sống hai con. Sau nhiều đêm mất ngủ và mất niềm tin và đau khổ, tôi đã mang căn bệnh ung thư ruột. Rồi qua những lần hóa trị, căn bệnh hành hạ làm cho tôi đau đớn và tôi không muốn sống. Nhưng mà khi nghĩ đến hai con và những người thân thuộc chung quanh mình thì tôi tự nói với chúng mình, tự nói với chính tôi là tôi phải sống. Và tôi phải cố gắng tranh đấu để giành lại cái sự sống với căn bệnh quái ác này. Và sau cùng thì tôi đã chiến thắng. Bây giờ thì bệnh tôi đã ổn định và tôi cùng hai con sống vui vẻ. Chung quanh tôi có những người bạn tốt và bây giờ thì tôi đang tham gia với nhóm phụ nữ người Việt tương trợ. Các bạn biết không, thật ra không có cái gì là tuyệt đối cả. Khi mà mình gần cái sự chết á thì mình mới thấy là cuộc sống rất là quý giá. Thành ra mình phải có niềm tin trong cuộc sống. Dù gặp bất cứ căn bệnh nào, khó khăn nào, nhưng mà nếu thật ra nếu mà không có hai con và bạn bè, tôi không thể là người sống sót đến hôm nay.